Các bạn thân mến, ngày hôm nay mình và con trai đến một địa điểm là di tích lịch sử của Hà Nội, di tích Hoàng thành Thăng Long. Trước đây, khu vực này là đất do Bộ Quốc phòng quản lý. Về sau được Bộ Quốc phòng bàn giao về cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp quản và trùng tu lại cái khu vực này để trở thành một cái khu vực tham quan. Khu vực này trước kia khi Bộ Quốc phòng quản lý thì được cho thuê. Đây là một quán bia 19C Hoàng Diệu, địa chỉ của gặp gỡ của nhiều cán bộ viên chức trong giờ nghỉ trưa. Hiện nay đã được cải tạo trở thành nhà bán vé và nơi đón tiếp khách đi đến với Hoàng thành Thăng Long. Phối cảnh của nhà đón tiếp được phối cảnh như một không gian xưa với nhiều gian hàng với các cái phong cách dân gian. Giá vé tham quan ở đây là 30.000 một người, trẻ em dưới 15 tuổi miễn phí. Hôm nay mục đích mình đến đây là đưa con trai đi trải nghiệm và đồng thời cũng tìm một cái trải nghiệm mới. Mọi người có theo đoàn không? Chia nhiều cửa đi đi. Có một người này. Đây, trẻ con. Trẻ con miễn phí đi bên cạnh, anh di chuyển đi, bạn này đi đi này. Mọi người rất nhiều cửa làm đi ạ. Ở đây cho chỗ thuê quần áo. Đi con này. Khu vực mình đang đi đây trước đây là sân vận động Cồn Cỏ. Hiện nay thì sân vận động này đã được thu nhỏ lại. Một phần là nơi giữ xe để du khách đến và làm một cái đường đi vào chỗ cổng tham quan của Hoàng thành. Qua đây. Hôm nay cũng rất nhiều các bạn thanh thiếu niên đến tham gia trải nghiệm. Giống như là đi thăm Đại Nội Huế thì ở đây cũng có những bạn diện những cái bộ đồ áo dài, xiêm y áo dài, phong cách dân tộc để đi thăm Hoàng thành. Ban quản lý di tích Hoàng thành Thăng Long đã phối cảnh cho khu di tích có những nét rất là độc đáo.
hai bên đường ấy là trồng cỏ, làm vườn hoa kiểu thác nước. Treo rất là nhiều đèn lồng, đèn lồng phía ngoài và đèn lồng phía trong, thì buổi tối đã thành một cái khu phố đèn lồng. Đây là khu di tích cổng tham quan gọi là Đoan Môn này. Cửa Đoan Môn. Hiện nay có một số đoàn khách đang đứng nghe hướng dẫn viên hướng dẫn chụp ảnh. Thời tiết này rất là đẹp. Phía xa kia là cột cờ Hà Nội được xây dựng từ thế kỷ 18-19 nhé. Với mức thu là hiện nay là đang miễn phí với lại trẻ em dưới 15 tuổi, tức là các bạn dưới cấp 2, thì đây có thể nói là một cái địa điểm rất lý tưởng để đến vui chơi cũng như là học tập tìm hiểu lịch sử của đất nước.
đường lên trên nóc của Đan Môn. Đây là điểm cao nhất của khu di tích. Có rất nhiều khách nước ngoài đến tìm hiểu về di tích Hoàng Thành Thăng Long. Đây là quần thể di tích gắn liền với lịch sử của kinh thành Thăng Long Hà Nội. Từ thành Thăng Long Đông Kinh, bắt đầu từ thời Tiền Thăng Long, qua thời Đinh Tiền Lê, đến thời Lý Trần Lê, và thành Hà Nội dưới triều Nguyễn. Đây là công trình kiến trúc được các vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành một trong những di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống di tích của Việt Nam. Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long là một di sản văn hóa thế giới và đã được Ủy ban Di sản Thế giới công nhận. Có thể nói là Hoàng Thành Thăng Long là một minh chứng lịch sử của người Việt, trải dài qua các thời kỳ lịch sử và được bảo tồn tương đối là nguyên vẹn. Trong quá trình mà xây dựng lại nhà Quốc hội thì khu vực trung tâm Hoàng Thành Thăng Long phía sau nhà Quốc hội đã được phát hiện những cái bằng chứng lịch sử về một cái thời kỳ lịch sử của dân tộc Việt. Hiện nay thì phía sau nhà Quốc hội có một cái khu khảo cổ. Đây là một cái khu phức hợp trong khu vực của Hoàng Thành Thăng Long.
Thì trong cái tour tuyến du lịch thì cái khu khảo cổ đấy sẽ là cái điểm cuối trong cái tuyến tham quan. Thế còn cái địa điểm Đoan Môn này là cái điểm đầu tiên của cái tuyến tham quan. Ngoài ra thì phía trước thì có một cái điểm trong cái tuyến tham quan Hoàng Thành Thăng Long, đó là cột cờ Hà Nội. Tuy nhiên cái cột cờ Hà Nội này thì trước đây khi mà Bộ Quốc phòng còn đang quản lý cái khu vực này thì cái chỗ khu vực cột cờ nó nằm ở trong cái khu vực bảo tàng lịch sử cách mạng. Cho nên là những ai mà có cái niềm đam mê mà đi bảo tàng thì có thể đã đến thăm được từ rất lâu, chứ không phải đợi đến khi mà cái khu di tích Hoàng Thành Thăng Long được bàn giao về cho thành phố Hà Nội và được thành phố Hà Nội thành lập cái ban quản lý khu di tích Hoàng Thành Thăng Long để tổ chức các cái tổ chức cái tour tuyến du lịch văn hóa lịch sử ở khu vực này. Khu phố đèn lồng. Khu biểu diễn múa rối nước. Nhìn thấy khu phố đèn lồng này có một cái cảm giác khi đến Hội An. Điểm tiếp theo là phòng trưng bày các cái giá trị lịch sử văn hóa khảo cổ của khu di tích Hoàng Thành Thăng Long qua các thời kỳ. Phòng trưng bày ở bên tay trái, à tay phải chúng ta đây. Bước vào phòng trưng bày là một cái hình ảnh tiêu biểu của thầy Lý đầu rồng. Đầu rồng thầy Lý. Đây là bản đồ các triều đại lịch sử Việt Nam ở kinh thành Thăng Long. Thì các triều đại lịch sử ở các giai đoạn từ tiền Thăng Long đến giai đoạn Lý Trần từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 14. Sau đó là đến giai đoạn Lê Mạc thế kỷ 15 đến thế kỷ thứ 18, và giai đoạn từ kinh thành Thăng Long sang Hà Nội. Thì giai đoạn này là giai đoạn thời Nguyễn.
Đây là các hiện vật khảo cổ của khu vực kinh thành Thăng Long qua các thời kỳ mà nổi bật nhất là các cái hiện vật khảo cổ của thời Lý Trần. Kinh thành Thăng Long, thời Tiền Thăng Long, ở Trung Quốc là thời nhà Đường. Thì nhà Đường đã chia cái phủ An Nam thành 12 châu. Kinh thành Thăng Long thì nắm giữ vai trò là một trung tâm quyền lực chính trị của phủ An Nam. Cuối thế kỷ thứ 9 thì chính quyền trung ương nhà Đường suy yếu, các thế lực cát cứ nổi lên chém giết lẫn nhau thì tạo ra cái thế loạn chia cắt, thì các cái thế lực cát cứ nổi lên, trong đó có Khúc Thừa Dụ, khi đó là hào trưởng của Chu Diên, được dân chúng ủng hộ đã tiến ra chiếm đóng phủ thành Đại La và tự xưng là tiết độ sứ. Sau khi nắm được cái quyền lực thực tế thì ông cho xây dựng chính quyền dựa trên danh xưng của chính quyền đô hộ nhà Đường, nhưng bản chất cũng là một cái chính quyền độc lập. Đến năm 931, Dương Đình Nghệ đem quân từ Ái Châu ra Đại La đánh đuổi thứ sử Lý Tiến của nước Nam Hán bỏ chạy. Dương Đình Nghệ sau đó giải phóng cái thành Đại La và giành quyền tự chủ cho đất nước. Được 6 năm thì bị Kiều Công Tiễn giết hại. Tới năm 938, Ngô Quyền hạ thành Đại La, tiêu diệt Kiều Công Tiễn. Sau đó ông chỉ huy trận Bạch Đằng và đánh bại quân Nam Hán, giết chết Hoàng Tháo. Đến mùa xuân năm 939 thì ông tự xưng là Ngô Vương. Ngô Vương thì không đóng quân ở Đại La mà về Cổ Loa. Tiếp đến là Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân. Các triều đại Đinh, Tiền, Lê đóng đô ở Hoa Lư. Thì Đại La lúc này do Đô Hộ Phủ Lưu Cơ cai quản và tu sửa hoàng thành, quay về hướng Nam, tức là hướng về kinh đô Hoa Lư thay vì hướng về phương Bắc như chính quyền đô hộ đã làm. Vì thế mà sau này thì vị quan này được coi là người giao chìa khóa thành Đại La cho Lý Thái Tổ. Đến giai đoạn nhà Lý Trần thì từ năm 1010, tại kinh đô Hoa Lư, vua Lý Thái Tổ ban chiếu rời đô về để Thiên Đô về thành Đại La và đổi tên kinh thành này thành thành Thăng Long. Lý Thái Tổ đã cùng với quần thần đã gấp rút xây dựng những công trình cơ bản của kinh thành Thăng Long, thì trong đó có khu vực hoàng thành này. Và cái thời gian xây dựng rất là nhanh, thì đến đầu năm 2011 thì hoàn thành. Khi mới xây dựng thì kinh thành Thăng Long được xây dựng theo mô hình là tam trùng thành quách, tức là gồm vòng thành ngoài là La Thành hay Kinh Thành, vòng thành thứ hai là Hoàng Thành,
giữa hai lớp thành này là nơi sinh sống của cư dân, lớp thành còn lại là Tử Cấm Thành hay là Cấm Thành hay là Long Phượng Thành, là nơi ở của vua chúa các thời sau đều theo cách ấy mà phân chia. Thì cái vòng thành ngoài mà mình gọi là La Thành ấy thì nó là cái khu vực, không nhầm thì khu vực hiện nay là cái khu vực đây là thành. Thì từ năm 2010 khi mới định đô ở Thăng Long, vua Lý Thái Tổ đã khởi công xây dựng Hoàng Thành và hàng loạt cung điện ở trong Hoàng Thành. Hoàng Thành thì đắp bằng đất, phía ngoài thì có hào, mở các cửa ở phía đông, phía tây, phía nam và phía bắc. Khu vực Hoàng Thành này thì được xây dựng theo nhiều thời kỳ, nhiều đợt. Từ thời đầu khi mới định đô là vua Lý Thái Tổ khởi công xây dựng, thì đến năm 1029 thì Lý Thái Tông lại xây dựng lại toàn bộ khu Cấm Thành sau khi mà nơi đây bị tàn phá bởi vụ loạn Tam Vương. Đến năm 1203 thì vua Lý Cao Tông lại tiếp tục xây dựng mới, cung điện được xây ở phía tây, bên trái dựng điện Dương Minh, bên phải điện Trích Nghi, ở trên nền điện Kính Thiên. Ở giữa mở cửa Vĩnh Nghiêm, bên phải mở cửa Việt Thành. Đằng sau là xây điện Thắng Thọ, bên trái là xây gác Nhật Kim, bên phải là xây gác Nguyệt Bảo và xung quanh xây dựng hành lang gọi là hành lang thềm gọi là Kim Tinh. Phía sau là xây ra gác Phú Quốc, thềm thì gọi là Phượng Tiêu. Phía sau thì là xây dựng cửa Thấu Viên, An Lão, Dưỡng Ngư. Trên ao xây dựng đình Ngoạm Y. Tuy nhiên thì tất cả các di tích đấy thì đến nay thì đều đã bị phá hủy qua cái thời kỳ. Trong khu vực Hoàng Thành thì cũng có ba cái vườn ngự uyển là vườn Quỳnh Lâm, vườn Thắng Cảnh và vườn Xuân Quang. Đến năm 1065 thì thêm vườn Thượng Lâm. Đến giữa thế kỷ thứ 14 thì lại xây dựng thêm một vườn nữa thì nối liền với hậu cung. Đến thời Lê Mạc, thế kỷ 15 đến thế kỷ thứ 18 thì Lê Thái Tổ vẫn đóng đô ở Thăng Long nhưng đổi tên là Đông Kinh. Nhưng mà về cơ bản thì cũng không khác gì với Thăng Long của cái thời Lý Trần Hồ. Từ năm 1516 đến năm 1527 thì là năm nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, thì kinh thành Đông Kinh chìm trong loạn lạc, hầu hết cung điện và kho tàng, đền chùa cũng như phố phường đều bị thiêu đốt và tàn phá. Cho nên là đến ngày nay thì qua các cái thời kỳ tiếp theo
Rồi đến thời kỳ Pháp đô hộ thì cơ bản là những cái di tích trong khu vực Hoàng Thành là cũng không còn nhiều. Hiện nay thì chỉ còn có cái di tích cửa Đoan Môn này, di tích cửa Bắc này, Hậu Lâu này, một số các cái di tích khác như là cửa Nam vân vân thì còn một số. Hiện nay trong khu vực Hoàng Thành Thăng Long thì còn rất nhiều nhà được xây dựng theo kiến trúc của thời Pháp. Đây muốn chụp trong kiểu này. Trước mắt chúng ta là di tích Thềm Rồng của Điện Kính Thiên. Đây là hình ảnh con rồng của một thời kỳ lịch sử được bảo tồn qua các cái thời kỳ và còn sót lại tương đối nguyên vẹn. Đấy, đưa ra chú nhờ tí.
Đây là cái thềm của di tích Điện Kính Thiên. Thì hiện nay là cái di tích này cũng không còn gì, chỉ còn mỗi cái thềm thôi. Hiện nay thì ban quản lý di tích Hoàng thành Thăng Long có xây dựng một cái phối cảnh của một cái tòa điện phía sau bằng các cái pano để tạo cái không gian phối cảnh từ xa cho cái khu di tích, tạo nên một cái vẻ nghiêm trang cũng như cổ kính. Khu vực này còn rất là nhiều sóc. Xuống ăn thức ăn. Người ta phục chế quá đạo. Đây phục chế người ta chỉ lấy được hai cái đoạn này thôi, nhưng mà từ hai cái đoạn này và từ những cái tài liệu thì họ phục chế ra cái nguyên bản 1:1. Xưa là cưỡi cưỡi đánh bóng. Polo. Polo anh gốc. Polo anh gốc.
đi lớn này con ơi. Đây là đường vào di tích cách mạng nhà và nhà hầm D67. Là nơi bày chiến lược để đánh quân xâm lược đấy không? Nơi đây từ năm 1967 đến tháng 4 năm 2004, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân ủy Trung ương đã tổ chức nhiều cuộc họp quan trọng đề ra các quyết sách chiến lược chỉ đạo cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong cái quần thể khu di tích Hoàng thành Thăng Long này thì ngoài tham gia tham quan các cái di tích của các cái triều đại phong kiến thì có một cái di tích liên quan đến thời kỳ cách mạng, đó là cái khu làm việc của khu làm việc của các đồng chí lãnh đạo thời kỳ cách mạng. Đây là cái phòng làm việc của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương trong cái thời kỳ cách mạng giải phóng miền Nam. Dưới là khu vực hầm D67, là cái hầm tránh bom được xây dựng năm 67. Đây cũng là một cái địa điểm tham quan mà để học tập lịch sử và bồi dưỡng cái tinh thần cách mạng cho các cái thế hệ. TM0001. Con đây.
hầm ngầm D67, hầm ngầm quân ủy trung ương. Hệ thống thông hơi lọc độc. Lên rất nhiều đường lên, một đường xuống nhiều đường lên. Đây một đường lên, bên kia một đường lên. Xuống được, lên được hết. Có 3 đường lên xuống.
toàn bộ cái chỗ không gian này là dưới này là hầm này. Khu vực trưng bày ngoài trời. Này máy như máy phát. Buồng điều khiển tên lửa. Bây giờ mình đi ra hướng ra đấy. Này. Xuống đi lên này bên kia. Đây là khu vực di tích Hậu Lâu. Lối lên hơi bị dốc.
Các bạn thân mến, sau khi vào Hậu Lâu thì đến đây thì cái khu vực tham quan của khu vực Hoàng Thành Thăng Long cơ bản là đã hết ở phía cái khu phía bên tay phải đường Hoàng Diệu. Thì, sau khi mà ra khỏi cái khu vực di tích ở bên khu vực Đoan Môn đến Hậu Lâu Hoàng Diệu thì chúng ta sẽ có một điểm tham quan là cái điểm khu vực khảo cổ. Thì trong cái tuyến tham quan này thì cái giá vé đã bao gồm cả cái giá vé tham quan khu vực khảo cổ. Thế còn nếu như mà những ai mà chưa mua vé ở khu vực nhà đón tiếp thì khi đi vào tham quan khu vực khảo cổ thì sẽ có một cái nhà đón tiếp để bán vé. Đi vệ sinh con. Đi vệ sinh không? Đây thì khi băng qua đường thì chúng ta sẽ sang tiếp cái bên cái khu khảo cổ. Ở đây là nơi phát tích phát hiện những cái tầng khảo cổ khi mà thực hiện cái việc xây lại cái tòa nhà Quốc hội. Thì sau khi mà đào xuống và phát là các cái di tích nền móng khảo cổ thì khu vực này đã được ban quản lý dự án xây dựng nhà Quốc hội, hội trường Ba Đình bàn giao cái mặt bằng để phục vụ cho cái việc khảo cổ. Thì cái khu vực khảo cổ 18 Hoàng Diệu này đã được Ủy ban thành phố Hà Nội phê duyệt các cái hạng mục để khởi công thực hiện các cái dự án các cái hoạt động khảo cổ để tìm kiếm các cái hiện vật lịch sử. Hiện nay thì sau khi kết thúc các cái hoạt động khảo cổ thì cái khu vực này được quy hoạch và tạo thành lập một cái không gian văn hóa cộng đồng hài hòa trong cái không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh giữa khu vực trung tâm chính trị Ba Đình, khu vực tòa nhà Quốc hội và được kết nối liên hoàn với lại cái khu vực Hoàng Thành Thăng Long.
trong cái khu vực khảo cổ này thì khi tham quan thì các bạn sẽ thấy được có rất là nhiều cái giếng nước. Và hiện nay thì có nhiều giếng nước thì vẫn đang được sử dụng. Khi mà đi đến cuối cái khu vực khảo cổ ở cái khu B ở phía chỗ đối diện là chỗ mà tôi đang đứng đây thì bên kia sẽ có một cái giếng nước, và cái giếng nước đấy là cái hiện đang được lấy nước để cho du khách sau khi kết thúc cái chuyến tham quan thì có thể nghỉ để lấy nước rửa mặt mũi chân tay. Và có nhiều du khách thì cũng sử dụng cái nước này là cái nước để phục vụ cho cái việc tâm linh, lấy nước mang về cho phục vụ cho cái việc thờ cúng. Đứng đây quát. Thank you.
rất là nhiều giếng nước này. Đây là nguồn nước được lấy lên từ các cái giếng để phục vụ du khách mà tôi đã vừa nói ở phía bên kia. Đây là cái di tích con thuyền gỗ thời kỳ Lê Sơ mà khi thực hiện cái việc khảo cổ học thì người ta đã phát hiện ra. Và hiện nay thì cái di tích này vẫn được người ta giữ nguyên. Cái con thuyền thì vẫn được để duyên dưới cái nền đất. Các bạn thân mến, như vậy là cái chuyến tham quan di tích Hoàng Thành Thăng Long đến cái điểm này là điểm kết thúc. Thì cái tổng thời gian mà khi đi tham quan khu di tích thì mất khoảng hơn một tiếng. Từ cái điểm đầu là cái điểm 19C Hoàng Diệu, cái điểm cuối bên này là điểm 18 Hoàng Diệu. Với cái khoảng cách khoảng độ 2 km. Hai cái gì? Đây là một trải nghiệm cũng tương đối thú vị, cũng là một cái điểm vui chơi cuối tuần hoặc là trong tuần, trong thời gian rảnh rỗi thì các bạn có con có thể đưa đến cái khu vực này để tham quan và tìm hiểu lịch sử của đất nước. Xin chào các bạn.